Dạ vâng, chào mừng anh em quay trở lại với xe giả tốt 24 giờ ạ. Trước mắt anh em là dòng Peugeot 3008 nhé. Mà trong cái video ngày hôm nay, ngày 12 của tháng 4 rồi, em xin phép được cập nhật những cái chính sách giá bán cũng như các chương trình ưu đãi khuyến mại mới nhất của dòng Peugeot 3008 này ở cái thời điểm giữa tháng 4 này anh em nhé. Thì dòng Peugeot 3008 này là dòng xe của châu Âu thì đang cạnh tranh trực tiếp với xe Hyundai Tucson này, hoặc là xe Kia Sportage, hoặc là rất nhiều các xe khác có trên thị trường anh em nhé. Với ba sự lựa chọn cho anh em, nó bao gồm ba phiên bản. Bản đầu tiên đó là cái bản 3008 Active này, bản 3008 Allure và bản 3008 Gitina. Thì để trước khi đi vào chia sẻ chi tiết từng phiên bản cho anh em, thì anh em hào phóng cho em xin một lượt like nhé, cũng như là đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để sẽ là người đầu tiên được cập nhật những cái chính sách, cái giá bán mới nhất mà mỗi khi có biến động thị trường để em chia sẻ với anh em nhé. Thì đầu tiên em xin phép được chia sẻ với anh em cái bản Peugeot 3008 Active. Cái bản này hiện tại đang có giá là 999 triệu. Sau khi áp dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt tại thời điểm giữa tháng 4 này, thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 078 triệu, trả góp thì đang là 279 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 059 triệu, trả góp thì đang là 271 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 041 triệu, trả góp thì đang là 242 triệu. Đó, tổng lăn bánh trên đã bao gồm các chi phí cứng để anh em tự đi đăng ký, ví dụ bao gồm tiền thuế trước bạ này, phí biển số, phí đăng kiểm, phí đường bộ và phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự, và chưa bao gồm các chi phí đăng ký chọn gói và cái tiền bảo hiểm thân vỏ anh em nhé. Đó, còn anh em nào muốn có giá tốt hơn nhé, hay là muốn biết bất cứ một cái chương trình khuyến mại cụ thể như thế nào ấy, thì anh em vui lòng gọi điện cho em hoặc là nhắn tin cho em ở số điện thoại góc trái màn hình. Thì lúc đó em sẽ gửi tới cho anh em một cái mức giá chi tiết hơn, cũng như là sẽ là cái giá sẽ là cạnh tranh hơn anh em nhé. Với cái chính sách bán phân vùng thị trường nhé, thì anh em ở tỉnh nào có đại lý của Thaco, Mazda, Kia, Peugeot thì anh em vui lòng tham khảo ở tỉnh của anh em nhé. Còn đại lý của em ở khu vực Hà Nội nên em sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất cho những anh em đang có hộ khẩu tại khu vực Hà Nội hoặc là có nhu cầu đăng ký biển số Hà Nội anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ hai, đó là cái bản Peugeot 3008 Allure. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 119 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em, quà tặng theo xe cả 3 phiên bản, nó bao gồm dán phim cách nhiệt, thảm trải sàn và túi cứu hộ anh em nhé. Trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhé, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 193 triệu, trả góp thì đang là 306 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 171 triệu, trả góp thì đang là 296 triệu. Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 153 triệu, trả góp thì đang là 267 triệu. Đó. Đối với anh em mua qua trả góp ở cái thời điểm giữa tháng 4 này thì chính sách lãi suất của ngân hàng đã giảm rồi anh em nhé. Và cái mức anh em vay em đang tính cho anh em nó lên đến 85% giá trị xe trong vòng 8 năm và tối thiểu là 3 năm. Ở cái thời điểm này thì anh em mua vay dưới 75% giá trị xe thì không bắt buộc phải mua cái bảo hiểm khoản vay hoặc là cái bảo hiểm nhân thọ anh em nhé. Đó. Ok, tiếp theo thì em xin chia sẻ với anh em cái bản thứ 3, đó là cái bản Peugeot 3008 GT Line. Cái bản này hiện tại đang có giá là 1 tỷ 209 triệu. Sau khi trừ tiền mặt trực tiếp cho anh em thì để lăn bánh tại khu vực Hà Nội nhá, anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 298 triệu, trả góp thì đang là 335 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì hiện tại đang là 1 tỷ 274 triệu, trả góp thì đang là 322 triệu.
Còn lăn bánh ở tỉnh nhá, thì anh em cần chuẩn bị cho em là 1 tỷ 256 triệu, trả góp thì đang là 293 triệu. Đó, hiện tại bên em đang sẵn xe giao ngay đủ màu cho anh em tất cả các phiên bản của dòng Peugeot 3008 này. Còn anh em nào muốn có giá tốt, giá cạnh tranh thì anh em vui lòng gọi điện ngay cho em đi. Vì chính sách khi anh em gọi điện cho em nó sẽ tốt hơn và cạnh tranh hơn như thế này anh em nhé. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh. Vì kênh xe giá tốt 24 giờ của em là kênh em trực tiếp đứng bán, cũng như là chia sẻ chính sách giá bán, cũng như là các chương trình ưu đãi khuyến mại liên tục anh em nhé, để cho anh em có thể cân đối được cái tài chính của mình để lựa chọn dòng xe Peugeot 3008 này hay là các xe có cùng phân khúc có trên thị trường anh em nhé. Em xin phép được dừng video tại đây. Cảm ơn anh em đã xem video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo ạ.